Bây giờ chúng ta đến cái bài tiếp theo là chúng ta phân ra hội chợ bằng cái dạng khách hàng. Đó là mô hình thứ hai ở đây các bạn thấy này. Thì hội chợ thứ nhất là hội chợ công chúng. Cái hội chợ này là ai cũng tham gia được. Các bạn dung ra thì họ cứ tổ chức hội chợ ở Sài Gòn này là các bạn thấy nhiều nhất, ở Hà Nội là các bạn sẽ thấy nhiều nhất, là hội chợ ở Phú Thọ, thế là ai cũng tham gia được, đặc biệt là gần những cái ngày lễ Tết, lễ Xuân đồ, các bạn thấy nhờ, là hội chợ tiêu dùng, thường thường mà các bạn thấy hội chợ tiêu dùng á là cái dạng hội chợ của công chúng á, ai cũng tham gia được và rất là nhiều thành phần tham gia, kể cả doanh nghiệp tham gia trong hội chợ cũng nhiều nữa, từ thượng vàng cho tới hạ cám. Thì những cái hội chợ như vậy người ta gọi là hội chợ công chúng, hoặc là hội chợ thương mại kết nối các địa phương. Thì cái hội chợ này nó chuyên một chút xíu, họ chọn lựa những cái doanh nghiệp theo một cái tiêu chuẩn, ví dụ như vừa rồi ở Đà Nẵng thì những cái doanh nghiệp phải hàng Việt Nam chất lượng cao, phải có giấy tiêu chuẩn đó thì mới được tham gia vào cái hội chợ này, bởi vì họ muốn tìm kiếm khách hàng, họ muốn nâng tầm cái hội chợ đó. Hoặc là thỉnh thoảng các bạn thấy những cái hội chợ nó đặc thù hơn nữa, là hội chợ chỉ có cái doanh nghiệp ngành xây dựng mới được tham dự thôi, ví dụ như là đó là hội chợ Việt Build, các bạn chúng ta điều này mà thì những cái hội chợ đó họ xúc tiến thương mại rất là lớn. Các bạn mà nào đã tham gia hội chợ Việt Build ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy cái mô hình này là nó giúp cho các doanh nghiệp kết nối với nhau, cũng như là các địa phương chúng ta kết nối ở nhau. Ví dụ như là vừa rồi các bạn thấy là hội chợ ở Đà Lạt, hội chợ mà Festival Hoa Đà Lạt á, các bạn nhận ra điều này chưa? Thì họ giúp cho các cái doanh nghiệp Tây Nguyên kết nối với doanh nghiệp ở dưới vùng Đông Nam Bộ này. Cái đây là những cái hội có tức là họ phân khúc vào cái loại khách hàng để chúng ta phân biệt ra hai dạng hội chợ này. Và nó có một dạng hội chợ nữa là hội chợ báo chí, các bạn nhận ra. Thì cái hội chợ này thì các bạn ít nghe, nhưng mà thực sự là nó diễn ra rất là nhiều. Tức là họ tập hợp lại toàn bộ các cơ quan truyền thông, báo chí, báo đài đầy đủ hết của một cái địa phương đó, và thế là các cái doanh nghiệp đứng ra giới thiệu. Cái mô này nó rất là cái doanh nghiệp mà các bạn mà không làm tham gia nhiều thì các bạn không có biết. Toàn bộ các cái doanh nghiệp tập hợp vào một cái hội thảo, một cái khách sạn gì đó, và họ mời toàn bộ các cơ quan truyền thông tới, và mỗi doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu về mình, các bạn chúng ta đi này. Và báo chí họ sẽ phỏng vấn, họ sẽ hỏi, họ sẽ chụp hình về doanh nghiệp của bạn, và thế là họ đưa lên các cơ quan truyền thông, họ giới thiệu lên các cơ quan truyền thông rất là nhiều. Thì cái mô hình hội chợ báo chí này là nghĩa là tập hợp những anh báo chí thôi, và doanh nghiệp chúng ta là có cơ hội để giới thiệu với các cơ quan truyền thông báo chí và để nó lan tỏa ra ở khắp mọi nơi, thậm chí là các bạn biết là cả báo chí quốc tế luôn, không phải báo chí trong nước, hoặc là báo chí theo từng địa phương một. Mình ví dụ để các bạn nắm rõ hơn là có thể là một cái hiệp hội doanh nghiệp chúng ta khoảng 20 người thôi, chúng ta muốn tấn công vào ở các tỉnh miền Tây, và chúng ta về Cần Thơ và chúng ta mời toàn bộ các cơ quan báo đài tới thông qua một cái công ty tổ chức sự kiện, và để cơ quan báo đài tới họ biết về doanh nghiệp của chúng ta, họ được chúng ta chia sẻ, họ biết về cái câu chuyện chúng ta kinh doanh như thế nào, chúng ta có được thành tích như thế nào, và thế là họ đưa tin, họ viết bài về doanh nghiệp chúng ta. Những cái dạng hội chợ vậy người ta gọi là hội chợ báo chí. Cảm ơn các bạn rất nhiều.